Này ông già, sao thế hả con? Còn tiền không? Vứt cho tôi mấy triệu đi. Tối và sới gỡ cái. Hôm qua đèn quá, thua mất chục triệu. Đây là lương hưu của bố mới lấy hôm qua đấy. Mà tiện thể con mua cho bố ít thuốc nhá. Mấy hôm nay bố không được khỏe cho lắm. Được có mấy đồng bạc thế này, con trả đủ đóng lãi. Thuốc thang cái gì? Còn nữa không? Đưa nốt đây. Thì con xem, đồ đạc trong nhà con bán hết rồi còn đâu nữa. Hàng xóm bố cũng vay mượn hết cả rồi. Bố còn vừa phải sang nhà ông Toàn vay mấy cân gạo để nấu cơm đấy. Thế còn tiền đồng áng đâu? Thì mấy tháng nay bố ốm, đồng với trả áng có làm được cái gì đâu. Còn cái nhà này nữa này, bao giờ ông định bán đây? Hay là ông để bọn nó đến siết nợ xong rồi nó giết con ông đi thì ông mới hạ dạ hả? Thì bố cũng nhờ mấy chỗ bán hộ rồi đấy. Nhưng mà dạo này dịch bệnh khó khăn như thế, có ai mua đâu. Thôi thì để bố nhờ mấy chỗ khác bán xem sao. Đúng là vô dụng mà. Ấy, con còn đi đâu nữa? Không ở nhà ăn cơm mà. Ông ăn đi, tôi đi có việc. Chú Nùng, sao trời lạnh như thế này mà chú lại ngồi ngoài này? Mà quần áo của chú đâu? Sao chú ăn mặc phong phanh thế? Chú bình thường mà về lúc nào sao không báo chú trước hả Minh? Cháu đi công tác ở gần đây, tiện cháu ghé qua thăm chú luôn. Mà sức khỏe chú dạo này có ổn không ạ? Dạo này nó cứ trái gió trời mà vết thương cũ lại tái phát nữa. Chú toàn nằm một chỗ thôi. Thế thằng Ken nó đâu mà nó lại để chú ở nhà một mình thế này? Thằng Ken dạo này nó đổ đốn lắm rồi. Suốt ngày cờ bạc rượu chè, nợ nần thì chồng chất như thế. Cái nhà các cụ để lại có khi chú phải bán để trả nợ cho nó mất thôi. Sao lại có chuyện như thế nữa hả chú? Mà thôi, chú cháu mình vào trong nhà đi, ở ngoài này lạnh lắm. Tùng, mấy hôm nay mày thấy thằng Ken đâu không? Anh đang tìm nó mãi. Lại thằng Ken à? Hôm trước nó vừa ghi em 200 điểm lô mà đang thấy nó ra trả tiền đâu. Nó lại nợ tiền anh à? Nó nợ anh hơn 300 triệu mà nó hẹn sang tuần. Anh chờ mấy cái sang tuần của nó rồi vẫn chả thấy đâu. Căng thẳng phết đấy nhỉ.
Mà thôi, anh làm chén nước đi. Hôm nào em mà gặp nó ấy, thì em gọi cho anh. Mà thôi, mình vào đây bán hàng đi nhá. Anh chạy ra ngoài kia mua mấy viên thuốc, uống cho đỡ đau đầu. Ok anh. Tung ấm. Ghi cho con lô 69 100 điểm đi. Ái giời. Ken à. Đi đâu mà bịt khẩu trang kín mít thế? Mà muốn ghi lô tiếp ấy thì thanh toán nốt 200 điểm còn lại đi, rồi em cho ghi tiếp. Không thì nghỉ. Dạo này ấy, bệnh dịch nó hoành hành, ra đường mà không đeo khẩu trang ấy là người ta bế thì mất. Giời, anh chỉ được cái nói phét thôi. Mà không sợ ông Hải ông bế đi mất à? Ông Hải, tao thì sợ gì cái lão đấy. Giời. Bỏ ra bạn ơi. Đã bảo bỏ ra mà lại. Nghe nói mày không sợ tao à? Ô, anh Hải. Thì anh đến lại không báo cho em một câu. Em bảo Tùng ấm làm cho anh cốc nước. Đợi mày mời nước ấy, chắc là tao chết khát rồi. Thế bao giờ mày định trả tiền cho tao? Hay là để tao xin đôi cánh tay? Anh cứ bình tĩnh. Hay là anh thư thư cho em thêm vài hôm nữa. Đợi ông già em bán xong cái nhà thì em trả anh cả gốc lẫn lãi luôn. Thư thư à? Tao nghe cái thư thư đấy mấy lần rồi mà tao mất hút thôi. Tại ông già em ấy, ông ấy không chịu đưa sổ đỏ cho em, nên là em chưa bán được nhà. Chứ em mà lấy được sổ đỏ của lão là em bán luôn. Hay anh cứ thư thư cho em thêm ít hôm nữa thôi. Thôi được, tao cho mày thêm 3 ngày nữa. Nếu mà không có ấy thì xin 2 cánh tay nhá. Anh yên tâm, đằng nào ấy trong tuần này em cũng phải ép lão bán nhà. Em còn lấy tiền em tiêu nữa chứ. Mày nhé, em bảo này. Hay là anh bơm cho em thêm ít, để tối nay em vào sới ấy, có khi em gỡ được, lại có tiền giải anh luôn ấy. Mà em thấy thằng Mẩu nó bảo ấy, tối có mấy con gà từ Bắc Giang xuống. Anh bơm cho em vào em kiếm tí, rồi em lọc lá cho anh đầy đủ luôn. Tao chịu, mày đi mà gọi cho đại ca ấy. Anh gọi giúp em với, đại ca tin tưởng anh nhất mà. Anh yên tâm đi, riêng em mà gỡ được nha, em lọc lá anh đầy đủ. Đi. Alo đại ca. Mày yên tâm đi, mấy triệu của mày ấy, mai tao giả đủ. Có khi tối tao ăn ấy, tao lại còn lộc thêm nhớ chứ. Thôi, đợi lộc lá của anh đến lúc nào. Tốt nhất đấy là anh thanh toán nốt cho em mấy trăm điểm lô còn lại đi, rồi em cho đánh tiếp. Chứ không bà già em ấy chửi lên đấy. Được rồi đấy, tối tao cầm 100 triệu mang sang cho. Quá ngon luôn ông anh. Anh yên tâm ấy, tối nay kiểu gì em cũng ăn. Xong rồi em không quên lọc lá cho ông anh đâu. Tao thì tao không biết, mày mà không có tiền trả ấy, cứ thế mà làm. Ok. Mình xin nhá. 9 điểm này.
Anh cho em mượn thêm 100 triệu nữa với. Sắp vào cổ rồi. Tao vừa mới đưa cho mày 100 triệu rồi mà. Thì anh cứ vứt cho em mượn thêm đi. Cờ bạc ăn nhau về cuối. Mà mấy hôm nữa ông già em bán nhà xong á, em giải anh đủ cả gốc lẫn lãi. Được rồi. Nếu mà không được ấy thì mày biết rồi đấy. Anh yên tâm. Chia đây. Xin tiền nha. Khoan đã. Tao biết ngay mà. Hóa ra bọn mày thông đồng với nhau chơi đểu tao à? Đã thế thì tiền hôm nay xí xóa hết. Mày nói cái gì? Mày xô vào thằng chó. Đã thế thì bố mày đánh giả đây. Không biết rồi. Các anh làm gì con tôi thế này? Làm gì á? Con trai của ông chơi cờ bạc, nợ tiền của tôi. Ngày hôm nay tôi phải giải quyết chuyện này. Tôi xin các anh. Các anh muốn gì cũng được. Muốn gì à? Đương nhiên là tôi muốn tiền rồi. Nếu mà không có tiền ngày hôm nay ấy thì xin phép ông già cho tôi xin hai cánh tay của con trai ông nhá. Con tôi nó nợ các anh bao nhiêu? Cả gốc lẫn lãi 800 triệu. Tao đâu có nợ chúng mày nhiều như thế. Chúng mày đi ăn cướp à? Mày nên nhớ, đây là sân chơi của tao, luật của tao. Mày có chơi thì mày phải chịu, còn không ấy thì mày biết rồi đấy. Tôi xin các anh mà. Tiền tôi sẽ trả đủ. Nhưng mà phải cho tôi thời gian. Chứ ngân ấy tiền làm sao mà tôi kiếm nhanh được. Tôi không quan tâm. Nếu mà hôm nay không có tiền ấy thì cứ thế mà làm. Chặt tay đó. Tôi xin các người. Có chặt tay thì chặt tay tôi đi này. Tôi xin các người tha cho nó đi. Nghe hấp dẫn đấy. Ông định mặc cả à? Được. Quýt làm cam chịu. Con chơi, bố trả tiền. Hợp lý phết nhở. Chặt tay lão. Em xin anh tha cho bố em đi. Có chặt tay thì anh chặt tay của em đây này. Em xin anh đấy. Bố em già rồi. Các anh mà làm như vậy ông ấy sống làm sao? Em xin các anh đây. Không dạy được con là lỗi của bố. Con sai. Tất cả là tại con. Bố phải chịu trách nhiệm. Chưa làm được gì cho bố. Đi ra! Giờ lại là liên lụy đến bố. Các người anh làm đi. Em xin anh tha cho bố em đi. Con chặt tay. Thì anh chặt tay của em đây này. Anh tha cho bố em đi. Tao từ chối. Bố, chặt tay nào. Thôi. Thế đủ rồi. Minh Dâu, vào đi. Anh Minh, anh cứu bố em với. Bọn nó định chặt tay bố em. Anh cứu bố em với. Chuyện này là sao hả Minh? Chuyện là... Chào anh Giai. Minh Dâu truyền thuyết à? Lâu lắm mới gặp. Lâu ngày rồi không gặp. Cũng lâu lắm rồi. Đợt này về quê có việc gì đây? Hôm nay em về đây gặp anh Giai là có chút chuyện muốn nhờ anh Giai đây. Nhờ vả gì? Anh em chơi với nhau bao nhiêu năm, việc gì giúp được anh giúp.
Chuyện thì cũng nhỏ với anh thôi. Anh biết thằng Ken nhà em rồi gì? Ken à? Anh biết. Hai, lo vụ này cho anh. Ok anh. Anh ơi, em biết em sai rồi. Sai à, thằng khốn nạn. Bố mày thì đang nằm ốm ở nhà, không có người chăm sóc. Vậy mà mày vẫn rúc mặt đi đánh bạc được. Thử hỏi xem, mày có còn là con người nữa không? Em... Thôi, hôm nay coi như là một bài học cho mày. Nợ nần của mày tao sẽ lo. Đây là lần đầu tiên, cũng như là lần cuối cùng. Nếu như lần sau để tao bắt gặp mày đi đánh bạc thì chính tao sẽ là người chặt tay của mày. Em biết em sai rồi. Bố, con xin lỗi bố.